Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu một món ăn mới, gà không lối thoát. Món này chuẩn bị nguyên liệu gồm một gà, con gà và một giá rén lợn các bạn. Sau khi mình mổ gà xong sạch sẽ thì sẽ tẩm ướp gia vị để cho gia vị ngấm vào gà. Và gia vị gồm có tỏi, hành, ớt và hạt tiêu. Hành, tỏi, ớt chúng ta băm nhỏ, sau đó ướp trộn đều và ướp cùng gà. Các bạn trộn đều gia vị, sau đó mình ướp vào gà để cho gia vị ngấm đều vào gà. Gia vị mình ướp bôi đều lên con gà các bạn ạ. Sau khi gia vị ngấm vào gà, bắt đầu mình tiến hành nhồi gà vào trong dạ dày lợn. Chập mùi rồi. Sau khi mình nhồi xong, tiến hành khâu lại chỗ mình rạch ra để nhét con gà vào. Thì tác dụng của khâu chặt như này để nước gà không chảy ra ngoài. Đã xong rồi các bạn. Sau khi mình nồi xong, tiến hành luộc. Thời gian luộc là hơn 1 tiếng các bạn ạ. Vì mình nhồi trong dạ dày nó nấu chín nên thời gian luộc rất dài. Ba, ra, đây là sản phẩm sau khi đã hoàn thành các bạn ạ. Các bạn xem.